Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Hiện tại Duy Minh đang có mặt tại trước cái đường đi vào mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý anh chị khoảng 200m. Thì có một cái đoàn xe mô tô quý anh chị. Chủ nhân của chiếc xe này hay gì anh? Anh chủ nhân của chiếc xe này hay gì? Là nút là bên đội xe mô tô cái gì? Không à, chào anh ha. Anh biết rồi. Chào anh ha. Anh em mình vô trống để gặp anh lúc sau đi. Đi coi chiếc xe này. Mô tô. Quý chị, chiếc xe này nhiêu anh biết? Tỷ ba. Tỷ ba hả? Tỷ ba đây nha, chiếc này tỷ ba đây nha. Chiếc 280 cũng gần tỷ ba rồi. Quá dữ quý chị. Nói những xe mô tô rất là dữ ha quý chị, như nè. Cái này của hãng nào đây không biết nữa. Có cái hiệu là gì à? Golovin gì nè. Đó anh. Có quần trắng luôn. Xe mô tô của Bình Cát Bình Dương quý chú chị. Là có chú Tiểu nè. Chú đi theo quay quý chú chị ơi. Chú Tiểu đi theo quay đưa điện đám ma. Đó. Rồi để như mình cũng đến đi đứng lên. Đó, anh đang điều khiển là bên nhân viên phải đứng lên quý anh chị. Vâng, tại vì mình đi vào bên trong quý cô chú anh chị ơi, trong mộ của chú xem như thế nào ha. Rồi có thể là tí xíu nữa là bên đội mô tô sẽ đậu lại đây quý anh chị để vào thắp hương cho chú Vũ Linh. Vâng, quý cô chú anh chị ơi, vì mình cũng vừa đến màu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì cũng thấy có một vài khán giả để đến đây để viếng mộ chú và quý chú anh chị. Đây là sáng sớm ha, thì sáng nay không biết con chào cô ha. Cô từ đâu đến nè cô? Cô đây hả? Dạ. Này mấy anh em cúng sáng sớm cúng cái gì rồi đây? Sáng sớm cúng bánh cho chú hả? Chai cho con. Cúng chai. Ồ, chào. Chào Minh. Minh bụng bự. Chuối. Ồ đây nè, bây giờ tôi mới quay ông cái đổ ra. Ờ quay thôi. Nè anh đừng có hóp, anh bỏ ra đi. Cái gì xấu xấu của người ta cứ khoe ra hoài chết rồi. À, uống cái chú gì ơi. Thì nay có nhiều cúng sớm cái mâm chai bánh chai quý anh chị, rồi hủ tiếu chai luôn, bún xào hả, bún xào chay giống hủ tiếu hả, à, bún xào quý anh chị ơi, tại bịch cái mũ cho nên nhìn không rõ, bún gạo xào đậu phộng đúng không, có đậu phộng mà xào em đang làm chứ không nãy giờ là em làm thánh rì đi mà. Hai bên thì có 6 cái chai nước đậu nành quý anh chị, sữa đậu nành. Đậu xanh hả? Đậu xanh. Đậu xanh hả? Đó không được rồi. Rồi trứng giữa, trứng bánh này bánh gì? Xí lộn. Bánh là bánh này hôm trước mà có cúng một lần rồi. Anh vô luôn. Đây luôn hả? Rồi nó bung luôn hết trời. Quan trọng là có hai cái dĩa xôi quý chú chị. Buổi sáng cho chú ăn xôi sớm ha. Đậu á.
bánh ván đậu với chú gì anh nhắc tù qua đời nó cũng nhớ nữa. Khi lên bánh rồi khi ok một tay một em tiên tốt rồi sáng còn năm mươi sáng sương sương nha sáng sương sương quý vị ơi. Không hôm nay bữa nay chưa nay chắc cúng mặn quá cúng mặn hả à. Cúng mặn theo theo yêu cầu của khán giả rồi để cho tạm đây đi ngày 99 ngày còn năm anh cũng mặn 100 ngày cũng chay tại vì trước mặn trước xíu 100 ngày vẫn cũng mặn chứ chị đang ở chút mặt trái mà con trái sao vô được vô chút mặt sao được không có tiền đó có mình đấu cái đèn trước đó. Không, quý chị thì chị đang cúng cho nên là phải ngưng lại quý chị ơi. Đó. Dạ. Dạ, đúng rồi vậy. Ngày nào tôi cũng xem chú đi. Dạ. Ủa chị gần đây hả? Tôi ở Bình Mỹ Củ Chi á. Củ Chi mà lên đây với ai chị? Chồng chở con chở này. Gì hả? Tôi đi lần này là thứ hai rồi. Ở đi được. Đi một lần ngay của mùa 1 tháng 5 á. Dạ. Tây á. Được chồng chở với con đi là ngon rồi. Không biết đường đâu mà cứ dạ. À, để vĩnh này vô đây hả chị? Đi vậy đó. À, đi lên đây ha. Đó. Đây có đồ thắng cho chú vô đó. Anh nói lên cho qua đây anh ơi. Qua nào em phải qua anh. Ấy là nói ra qua đây tí xíu đừng cho rộng á. Vừa thôi, ok. Lấy. Cho cậu về, em thấy còn hơi xéo cái của anh hơi gầy ra ngoài tí rồi ok đó không quý chú chị anh đã dưới cũng được chưa anh à, quý chú chị ơi thì đại diện mình đi vào bên trong mộ cái anh để chia sẻ cho bà con cô bác ha, xem cận cảnh có nhiều bà con cô bác á khi mà mình đến đây nè mình chia sẻ rất là cận cảnh luôn mà bà con một số cô bác còn đang thắc mắc về những cái vấn đề đây hôm nay Duy Minh sẽ chia sẻ lại cận cảnh ha quý chị đó đây, ở trên đây có hình của chú ở dưới đây là nghệ sĩ cái hàng chữ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và dưới là tên là ông Võ Văn Mang và cái chỗ khoảng trống đó quý chú chị dưới cái hàng chữ ông Võ Văn Mang á là cái chỗ đó là cái pháp danh nhưng mà hôm trước vô một cái vấn đề là cái chú kia chú cản lại xong rồi cái là cái anh mà thợ anh mới điện hỏi ý kiến xong rồi cái là bên cấp trên của cái anh thợ quý chú chị ta kêu chừa lại hai cái hàng đó luôn cái hàng này nè hàng trống này nè với cái hàng trống ở dưới sát dưới đây đó quý chú chị thì ở trên thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn dưới là ông Võ Quang Ngoan còn cái hàng trống nó để pháp danh nữa quý chú chị nhưng mà đang còn chưa có sự thống nhất quý chú chị cho nên là bỏ trống ở đó và để xuống dưới là sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 là ngày sinh của chú đó. Và ngày ở dưới thì ngày mất ngày là 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch quý chú chị nhằm ngày 14 tháng 2 2023 âm lịch năm Quý Mão quý chú chị tuổi thọ là 66 tuổi thì ở dưới là cái hàng sau cùng dưới cái chỗ mà tuổi thọ đó là cái khoảng trống đó là cái để là cái hàng chữ là gia đình nó gia đình cùng là con cháu đồng lập mộ đó quý chú chị cái hàng chữ đó cũng đã được ngưng lại quý chú chị ơi đó có nhiều cái sự việc phải nói không thể nào mà lường trước được quý chú chị nếu mà theo như Duy Minh bữa đó mà suy nghĩ rằng không có cái chú mà kia vô ngăn cản á là Duy Minh nghĩ là đã khắc cái dòng chữ đó quý chú chị đó, bà con thấy cái hình ảnh của mộ của chú từ trên quay xuống thì rất là đẹp ha quý chú chị quay góc xéo là 45 độ thì nhìn rất là đẹp luôn đó. Đặc biệt là cái ý tưởng của là cô Loan quý chị phải nói là có để cái dòng hoa này rất là đẹp luôn nó rất là phù hợp ở với cái mộ của chú
trưng bày, nhưng mà để chịu tống ra để cho mình cho nó đẹp, nó có chú dùng cái thiên vị luôn. Này chờ cái chỗ này là cái cũng như cái mặt sau của mộ nghệ sĩ ưu tú, của nghệ sĩ nhân dân chứ, Thanh Kim Huệ của chúng chị đó, để nhìn cho nó thoáng mà cũng là kiểu như cũng là tôn trọng chú đó. Cho nên là để như vậy để cho khán giả người ta đến đây để nhìn vô nó mỹ quan của chúng chị. Đó thì hồi sáng thì Duy Minh có ginh với 14 của 15 giây Bình Dương chuyển cái này vô đây quý anh chị đó, để cho Duy Minh nghĩ rằng ở đây nó phải để cố định quý chú anh chị đó, để cố định ngay chỗ này là tốt, tại vì cái tấm hình rất là lớn luôn, ginh tới ginh lui nó sẽ bị ấy quý chú anh chị đó, rất là nặng luôn. Sáng Duy Minh ginh một tấm hình thì không có nặng dữ dàng lắm, còn mấy chục ký á quý anh chị, sợ luôn, tấm hình này không dưới 30 ký. Cái khung này là bằng cái khung khung không phải gỗ nha quý anh chị, bằng nhôm bằng gì á đó. Đó bằng nhôm hay sao á, nói chung là để đây rất là thích hợp luôn. Mình ghi vô đây để đây đúng bài luôn, còn cái tấm hình này thì do anh Miu giờ vô quý anh chị, nó cũng hợp lại luôn quý anh chị, thấy hình này để gì cũng rất là hợp lại. Còn hình này thì được dời ra ngoài đây quý chú chị, cái hoa hồng thì nó hơi bị che lại tí ha, hoa hồng này thì hơi bị che lại. Còn đây để với mình quay cận cảnh những cái hình cho bà con cô bác, thì chút xíu nữa sẽ đoàn xe mô tô sẽ lại sao quý chú chị đó. Đây những tấm ảnh thân thương nhất có thể là hôm nay. Ôi cái tấm hình này bị xéo rồi, sáng như mình để ngay tấm mình ta. Ô nó bị ấy nè, đó đó ngay rồi đó, nó quý anh chị đó, gì nó mới ngay rồi đó, gì nó mới ngay quý anh chị. Sáng như mình xích một cái nó thẳng băng luôn, sao giờ nó hơi xéo xéo một tí ta. Đây thôi đưa lên đây cho nó thẳng luôn đó. Đó quá trời cái đoàn xe đó, đoàn xe lớn ngoài kia đang đậu thưa quý chú chị ơi, chắc là cũng muốn xuống đây để viếng mộ hay sao đó. Ở bên đây là quý chú chị ơi, đây là chắc là thang gì của cô hay sao, của cô soạn giả gì kèo hay sao quý chú chị. Đây nè, chào anh ha. Dạ. Ủa cái bánh gì mà lạ quá ha, đây là bánh gì hả cô? Bánh là bánh gò, bánh gò của người Trung á. Bánh gò của người Trung hả? Ồ con thấy lạ dữ hả, đây là cô định cúng hay chỗ mộ của cô đi mộ cha mẹ vậy? Mộ nghệ sĩ thôi. Dạ. Cô định cúng cho ai cô? Các mộ nghệ sĩ. Các mộ nghệ sĩ ha. Dạ. Các mộ nghệ sĩ. Ồ quá là quý rồi, quý của chú chị bánh ơi. Kêu là bánh gì? Là bánh giò hả? Bánh giò. Bánh giò miền Trung. Bánh giò miền Trung. Bánh giò. Bánh giò chứ không phải là giò. Bánh giò. Bánh giò. Lạ ghê mới gặp luôn. Bánh giò miền Trung quý chú chị. Bánh rò miền Trung. Cái này hỏi anh Niêu biết hả? Mà bánh này anh biết không? Bánh rò. Bánh anh là miền Trung đúng không? Bánh rò. Bánh rò. Anh nói kìa. Anh nói bánh rò. Bánh người Vân Nam mà anh người Bình Định anh cũng biết luôn á, thấy lạ quá. Đâu rồi. Bánh này cũng cho các nghệ sĩ trung bình. Bánh đa dai. Muốn ăn bánh đa gai lấy chồng bánh sợi dai đừng đi, đó là câu thơ của quê ăn. Nhưng mà ở trong là cái nhân trắng hay là nhân bốn cái cho bạn cái khuôn bé hiền, khuôn lớn là
Sách tiếp cô. Chỗ nào cô sách phụ cho cô. Bún phụ phụ cô ơi. Bánh gò, bánh gò. Tay bún phụ cô đi, để cô đi vòng vòng. Ờ. Tiếp đây luôn hả cô? Ờ, bên đây có nè. Ôi, cái bánh ngon quá quý chú chị. Bên kia, bên kia. Bên kia, bên đây đủ rồi. Giả ra cho chú muối, chú đường. Đó, trong đó có nhân gì đó. Dạ. Một cô năm là 5 cái. Cậu năm kia là 1 cái. Còn con. Để con lấy một. Sao 2 cái gì? 2 cái để bỏ vô dĩa kia. Đây 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 đây. Dạ. Con lấy còn 1 cái nè con. Con lấy nó 2 cái à. Lấy coi coi còn 1 cái. Giờ giờ mấy con bưng qua bên kia hay sao cô? Ha, bưng qua bên kia ha. Một cậu năm là cô cho 3 cái. 5 cái. 5 cái. Cô bánh này là bánh gò hay là bánh gò cô? À, em. Bưng cái qua đây nè anh. Ờ, vậy em đi bên đây. Những cái nghệ sĩ đúng rồi, bánh gò anh. Bánh gò quý chú chị ơi. Ở đây là chú nhạc sĩ Dân Tý quý anh chị. Con mời chú nghe của một người cô. Đó, đỡ cúng cho chú nghe chú nhạc sĩ Dân Tý quý anh chị. Còn bên trong này quý chú chị cô đang chị là cô ở đây hả con hay là này quý chú chị đó, nguyên là một cầu bay chớp chớp cho những gì cô đi qua anh kia mộ cho ba mẹ ô quý cô chú anh chị ơi, giờ đi qua bên đây ha quý chú anh chị. Cô cũng đang đi qua bên kia cả không biết. Còn bên kia nữa nè cô. Còn bên kia, nghệ sĩ bên kia. Bên đây nè cô. Bên đó rồi nè cô. Hết rồi. Bên đây nè cô. Đúng rồi. Sao đứng vậy nữa. Dạ. Như là con thấy là đi qua đường bên đây nè. Đó, đây có rồi luôn nè. Đây có gò luôn. Bánh này là bánh gì? Bánh bánh gò hả cô? Sao cái anh kêu ở miền Trung mà? Đây nè cô. Anh không biết cái bánh này luôn cô. Bánh hang. Người Trung có bánh này. Đó. Đây là chú Quá Kiệt Tòng Sơn. Bên đây là nhà thơ Ngô Anh Trương nè. Cô này ở Thanh Hóa nè. Dạ. Đâu đến con? Cô ở Bảy Hiền. Mình đây với ông xã hả con? Ừ. Với mẹ chồng xã. Dạ. Ngày mai là dỗ hôm mốt dỗ một chồng năm ngày. Dạ. Cô có người hăng trong đây không con? Hả? Mình có người hăng trong đây không? Không nào. Ý là cô có... Cô mới nói đó. Mộ cha mẹ chồng chứ mà. À, chồng mắt đó. Cô mới nói cái đợt đó. Hả? Cô mới nói cái đạp đó.
đạp luôn á, từ tay lên nó cái đạp. Bánh giò hả cô? Bánh giò mà mấy anh kia là bánh gò. Bánh gò đúng không cô? Bánh gò. Gò ha là sao? Gò, bánh giò là khác nữa. R á, R. Gò, gò ghế đúng không anh? Rò. Dạ. Cô. Dạ, trong cái bánh đó nó có cái nhân gì với nhân gì cô? Nhân nó đậu xanh không mà. Đậu xanh không ạ? Người rồi có nếp không cô? Có. Nếp đậu xanh. Nếp đậu xanh ha, nếp chứ không phải là bột ha. Không, nếp. Nếp. Ồ, chắc con nghĩ chắc giống cái bánh ú ở quê con quá. Thì chung mà bánh đầu nó dài rồi. Dạ dạ. Dạ, xin chào cô ha, chúc cô về thuận lợi bình an nha cô. Khè thở nữa quý chú chị ơi. Đó, ở đây mình chuẩn bị mà anh đang đi mua đất quá à, chào anh ha. Mấy anh đi đâu mà ghé quyến mộ chú Linh hay sao anh? Đi về đây ha. Dạ dạ, phải không anh? Chị Hồng Loan lên hả? À, rồi bà con thấy chưa? Dạy văn phòng hả? À, quý anh chị ơi, thì nghe nói chị Hồng Loan cũng vừa lên á, quý anh chị chuẩn bị lên á, đó. Đó bà con ơi, mình đứng đây mình đợi luôn ha bà con. À, quý cô chú anh chị ơi, thì có cái chị này cũng mất á, đến đây để là chắc là mua trái cây vô thắp hương cho chú Vũ Linh quý chị. Đó, chị cho em hỏi chị từ đâu đó nè chị. Chị ở Vũng Tàu. Vũng Tàu ha. Wow. Dạ Vũng Tàu vô quý chú chị ơi. À, thấy chị lội từ đằng kia chị qua bên đây chị. Qua bên kia. Qua bên kia chị. Bên kia để soạn trái cây ra. Còn trái cây ra. À, quý chú anh chị. Đó, còn trái cây ra quý chú anh chị á. Đây, để em lấy dĩa cho. Giờ mình cúng một mâm đi chị ơi. Vô một mâm đi nè. Vô mình mâm cho nó cái dĩa được không chị? Cái này cúng rồi đúng không em? Cho vô đây nha. Chị đi mấy giờ? Rồi thì để qua bên với chú chị không? Ừ. Bác hả? Rồi bây giờ nó đậu luôn á. Nó trắng nè. Chị này đến từ giờ Vũng Tàu với chú chị ơi. Bơ ngon. Bơ hả? Bơ của nhà mà bơ ngon lắm á. Bơ ngon lắm hả? Nhà chồng. À, nhà chồng. Cơm cũng nhà chồng luôn hả chị? Dạ. Ủa, nhà chồng luôn hả chị? Dạ. Ồ. Cơm ngon quá hả chị? Bơ nó vừa mềm là chín nha bạn. Ngon lắm. Ăn ngon không chị? Hả? Em chưa từng ăn bơ luôn. Bơ mà không chị? Cho cái nè. À. Đây. Không, em chưa từng ăn bơ chị. Cắt hai bớt. Ủa, anh vô mấy giờ anh Minh Yến? À, vô cũng vòng vòng đây rồi. Nãy giờ đi kéo hả? Dạ. Đó, uống đi chú anh chị. Thầy Khải vừa có bánh kìa, ăn đi. Thầy có bánh ít kìa, bánh ít kìa. Bánh ít kìa, bánh lọc ăn đi anh. Có. Đó, uống đi chú anh chị. Thầy Khải đi. Ăn đầu ăn sáng rồi. Bánh ít này sáng. Biết như đậu hay như vừa ta. Chị vô đây với ai hả chị? Xả nó đi không? Xả nó đi. Thấy chị đi của mình hả? À, vậy là ở ngoài xe ha. Hình như xe em thấy là đậu tuốt đằng kia luôn á. Phải rồi, cái xe con nó đậu sao á. Gì hả? Sao chị không chạy gần đây đậu? Thấy 2-3 chiếc rồi. À. Chôm chôm chứ bơ. Hoa tươi. Dạ ha. Ôi trời. Con chào cô nha. Con gì lạ rồi. Chị được rồi, chị còn trẻ mà. Tại sớm chị bịt mặt tôi tưởng đâu ấy chứ.
Chị Pháo có trang chị thấy con trẻ khô à? Con chào chú Hành luôn ha. Chị năm mấy rồi? Năm mấy mà trẻ dữ vậy? Ôi tại chắc chị là ở mới em chụp cho. Trời, chị hâm mộ lắm, chị lên lần thứ ba đó. Nè nè chị. Dạ. Lần thứ ba sao em biết ta? Biết nè. Này kéo nè, nè bỏ vô. Dạ. Thấy mộ xong rồi chắc đây đi mua chậm hơn là đi xem đá. Hai bao nhiêu chú? Rồi hai bao đá không? Hai đá mi. Dạ hai. Đá đâu bia? Ờ đá bia không? Dạ đá bia nó màu lâu tàn. Chứ nó mi rồi nhanh lên. Đá đi chú. Đá đi chú. Bên này là quý vị Thắng thì đều cúng xương xương cho chú à, xôi, bánh với bún nguyên vị, bún xào. Chiếu Duy Minh nghĩ rằng sẽ có những đoàn xe sẽ ở đây quá quý anh chị. Thì sáng này buổi sáng thì bà con rất là sớm luôn, thì bà con cũng đến đây gai nghe quý anh chị. Duy Minh nghĩ rằng tới 100 ngày ở quý chú anh chị là sẽ rất là đông bà con đến đây luôn. Thì cái khoảnh khắc 100 ngày sẽ không còn xa nữa quý anh chị, thứ hai tới sẽ 100 ngày quý anh chị ơi. Thì bà con tranh thủ đến trong cái ngày đó để là dự cúng rất là nhiều hoa quả cũng như là có heo quay nè, rồi cũng đồ ô tô chạy ngang quý anh chị ơi. Ồ chạy về luôn rồi quý anh chị ơi. Hả? Ồ chỉ nữa. Ủa to ghé đây. Ồ chạy quá quý chú chị. Ồ ô tô chạy quá nhanh rồi quý chú chị ơi. Mô tô đá có đám dưới nữa. Có đám rồi hả? Ồ chạy tranh thủ gì rồi quý chú chị ơi. Để có con gà mở cửa mã kìa, quay con gà mở cửa mã đi, ngay chỗ trên chiếc xe kìa. Đó, rất là kỳ lạ luôn. Ủa? Đó, đâu anh? Đó, trên chiếc xe kìa. Gà này gà mở cửa mã, đúng rồi. Đúng rồi. Gà vô đây là có gà gì mà không mở cửa mã trong vậy đi á. Không mở có con gà đi vô trong đó luôn á. Đây là một cái con gà mái mở cửa mã. Không biết có cây miếng không ha? Cái miếng ăn rồi. Cái vậy hay là người ta mua người ta nãy người ta đẩy đó chứ không, em giờ. Đúng rồi, mở cửa mã rồi. Gà mái mở cửa mã. Rồi, giới thiệu lên. Có chắc là có người thân ở trong đây Max cho nên là mua cái con gà quý anh chị ơi để là mở cửa mã. Anh xuống kịp. Rồi chạy đi. Sáu bên em quý chị thì theo như anh biết con gà này thường là mở cửa mã thì đây là một cái tục lệ dân gian của người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân ở miền Tây mình, đúng không anh? Đúng rồi. Mở cửa mã là mất một cái mã rồi. Thường là khoảng mấy ngày anh biết không? Thường người ta nói 3 ngày mở cửa mã. 3 ngày là mở cửa mã. Giờ phong tục là mở cửa mã liền luôn. Mở liền luôn. Đâu có để. Xưa là 3 ngày. Dạ. Ồ quý chú anh chị. Quang anh quay. Có gà mở cửa mã nè. Thường người ta cũng là để gà đó để dành mở cửa mã quý anh chị thường 3 ngày. Nhưng mà giờ thì không biết như thế nào quý anh chị, có khi mở liền luôn. Gà. Gà mái chứ gà cái gì? Gà mái. Gà mái, gà mái,
gà mái. Gà mái mỡ của mã quý anh chị. Trời ơi con gà này mà giờ mà nuôi đó trứng đẻ ra lắm. Đẻ đúng rồi. Đẻ. Gà là viên chưa bóc tem mà. Gà nó đẻ chắc trứng lắm á. Chưa bóc tem luôn hả anh? Giờ mà mình làm gì đó anh? Đem về nuôi cho đẻ sản xuất ra nữa. Trời gà nó đẻ lần nè tới nó. Về nuôi luôn hả? Gà nó không hả, đẻ sai lắm. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Bắt về hả? Bắt về nuôi. Mở cửa mã xong bắt về nuôi luôn quý chú chị ơi, sao nó đẻ trứng sai dữ dằn lắm. Đó. 5-6 trứng á. À đúng rồi. Đẻ trứng nhiều lắm á quý chú chị. Hay hơn lắm mới bắt được con gà mở cửa mã phải không? Đúng rồi. Đem về là cho nó đẻ phải không? Anh này cái bia đẻ để mà sản xuất ra. Tức là mình mở cửa mã xong rồi cái mà nay nó bắt rồi, thả là mà nay nó bắt hay sao anh? Không, thả ra không ai bắt được. Không ai bắt mình bắt ha. Giờ mình cũng là những nơi khác là bắt tranh nhau bắt là cái cũng như là hên hay là sao anh? Thì em không biết được người mà bỏ bắt được là hên lắm, thì không biết mà thấy bắt thì không thấy ai bắt. Hên là con gái là đem về cho nó đẻ trứng ra nhiều con ha. Cái này mình đẻ trứng ra mà đừng có cho nắp con. Mình lấy trứng trứng cho nó đẻ trứng đó hay là gì mình tốn bia. Hoặc là cho trẻ con á, nấu cháo, bỏ hột gà vô ăn rất là tốt. Tốt phải không anh? Wow. Anh nói là mang về anh tính nuôi nhưng mà không biết sao kìa. Anh cứ đem về nuôi đi. Chào anh ấy, rồi. Đẻ rồi. Nhất là mấy anh trứng trứng á. Tốt, tốt. Dạ, chào anh. Chào anh ấy, chào ai. Ồ, quý chị ơi. Cái vụ gà mở của mã này cũng nói chung đi. Chung là mấy ông anh cũng gành. Mình thì cũng không gần gì mấy quý anh chị. Cái đoàn xe ô tô giờ của bên anh là về luôn hả? Về làm đám tiếp. Làm đám tiếp tục phải không? Ờ, phải ghé vô đây thắp hương chú một cái ha. Quá đẹp luôn. Đó bà con ơi. Tại vô trong đây có cô chia sẻ về cái vấn đề gì đây quý anh chị. Chị, có chị. Chào chị. Đó là một cái cơ bản của một sư đúng không chị? Thì phải làm được, nhưng mà cổ làm không được thì đâu phải là sư đâu. Phải ngay lần đầu tiên mà tụi em biết cổ mà đâu phải sư mà giọng mộ của đó là thôi cái tụi tôi ra rồi ngay từ đầu rồi. Mình cứ tưởng sư đến để giúp đỡ cho cậu năm này cái nọ, mình cứ để im, cuối cùng mình mới ngỡ ngàng ra là không tốt cho cậu năm. Bây giờ là các sư mà lạ, sư thì biết thì mà dạ, không sao, nhưng mà sư là lạ là cản là luôn á chị. Đúng rồi. Phải hỏi coi cái sư đó. Nhưng mà em nghĩ sư đó làm như vậy thì có nghĩa là đồng bọn cậu thôi, chứ còn vấn đề mà hại cậu thì không bao giờ hại được, có nghĩa là cậu thánh mà cao rồi nó không bao giờ đâu được. Có cái chuyện mà lấy cây vòng vòng chỉ chẳng qua là mộ mới thì không nên làm cái hành động đó thôi, chứ làm sao mà hại cậu được. Rồi em cảm ơn chị hết chị. Như là 9 năm rồi. Thứ hai này đó là đúng 100 ngày của chú chị. Chị cũng định để cái 100 ngày để đi, sợ đông quá. Sợ đông quá hả chị? Em cảm ơn chị nha. Ở bên ngoài này quý cô chú chị ơi. Con cũng có khán giả đang vào đây nè. Quá đông luôn bà con đến liền nha quý chị. Này. Đó, bà con đến nè quý chú chị ơi. Chào bà con. Chào chị, cô, chào anh. Chào mấy cô. Đó. Chào bà ngoại. Quý chị ơi. Bên đây chắc bà con cô bác đến nhiều nghe quý cô chú anh chị. Mình không luôn. Quá tuyệt vời luôn quý chú chị ạ. Khá là nhiều bà con cô bác ha. Đến đây. Đây là đám tang nãy bên đại học của quá nè. À vậy hả? Vé vô đây thắp hương quý chú chị. Thì mỗi khi bà con cô bác đi ngang đây đưa tang hoặc là đi viếng gia đình, người thân trong gia đình thì cũng đều ghé đây để là thắp một cái hương hoặc là vô viếng mẫu chú như thế nào ha quý chú anh chị.
thì mọi chú buổi sáng đó, thì bà con thấy nè, alo nghe chị ơi, dạ bò đây xôi cho sầu riêng ha, xôi đậu xanh vậy ha, sao chị này là gì vậy? Hả? Bánh giống bánh bò à, à. Hai bước nào chị? Bánh bò hai dĩa sâu hai bên. Đó, hai cái đó hả? Vô mình quay lại cảnh nó tầm khoảng chắc là hôm đó là như là đang hai tấm mười mấy á. Hôm đó là chưa quay rõ, hôm nay mình quay rõ chưa? Dạ. Anh em á, hôm đó thì anh em đang làm bắp. Dạ, dạ. Dạ, để giờ dạ, để tí xíu mình chia sẻ sao ở đây đang quay dạ. Wow, trên mộ cậu có một cái hoa này gì à, quý chú chị hôm nay là 95 ngày cô đúng không, 95 ngày hả? Là thứ năm là thứ sáu đúng không? Luôn vậy hết á. Là thứ sáu không gì? Gì? Thứ sáu rồi. Thứ sáu. Thứ bảy. Chủ nhật. Ủa? Bữa nay phải 90 Còn hôm nay là còn 6 ngày nữa đó. Là ba ha. Dạ, dạ là 100. Đâu còn 6 ngày chị? 6 ngày nữa là 100 ngày tính ra tới ngày thứ ba. Tính ra là tính ra là ngày. Ủa rồi mấy con lên cúng hả? Dạ, dạ không, đây là khách viếng mộ đó cô. Ngày nào cũng có ngựa. Này vậy thì tính cũng... kỹ là quý chú chị á, chứ chưa có để tính cái ngày là quý chú chị. Đó, khán giả đến đây là quý chú chị. Đó, đi vô để viếng mộ chú. Tạm thờ rồi. Tạm thờ bây giờ là mộ của chú được hoàn thành là 99% mà quý của chú chị ạ. Còn hai cái vấn đề nan giải nữa là cái dòng chữ là pháp danh cũng như là cái hai chữ dưới cuối cùng là gia đình và con cháu cùng đồng lập mộ quý anh chị. Thì cái đó là một cái dấu chấm hỏi. Cho nên là cũng đợi theo thời gian, không biết có làm kịp là trước 100 ngày không quý của chú anh chị ạ. Thì nếu mà trước trong ngày nếu gia đình mà đồng thuận với nhau quyết định là như mình nghĩ rằng là sẽ làm một ngày một là xong quý chú anh chị đó. Còn Duy Minh xin được kính chào tất cả bà con cô bác ha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại mộ sĩ của chú Linh quý chú chị. Thì bên trong là chị Không Lo đang làm dọn không biết rồi không hỏi quý chị. Không biết không phải hỏi à. Biết rồi. Em vô ra là chị vô đi chợ. Em chạy vô. Vô bất ngờ luôn. Ủa hồi sáng là đứa Phúc em mời cậu mà không phải ba số không chị Phúc mà sao? Hay đô. À hay đô, tại vì cậu không phải ba số. Mà chị thôi lả là chị đãi lên đi, từ sáng giờ cậu không có thuốc để mà em sáng em mầu cho cậu mà chắc cậu cho cậu hút hero cậu không chịu sao không không tại vì sao không đi có hút nào cũng hút đó chứ không có thuốc con số mà Minh ơi, nó nghe nè, vô đây nghe nè. Còn bước với chị ra đây nhanh ta, chị bước trong văn phòng kia, nó quay kìa. Đó, chị không lo. Rồi. Cha. Cảm ơn cái
Chị Hồng Loan mà. Chị Hồng Loan đang mấy trăm ngàn ngày. Thứ hai này cả nhà xem video như ủng hộ cho Phong cảnh vlog nha. Đó là từ thứ hai này tụi em chiều chắc lên chị. Hả? Không không không, lên chủ yếu là tụi em làm một cái công việc nhỏ để hứa cho cậu thôi không à. Rồi tụi em còn không quay. Ừ, tới mà cúng cậu thôi. Dạ. Yeah. Thì đó. Em với có hút một số. Đó hút đó cậu mới hút chịu hút đó. Sáng giờ mình đốt hydro ép cậu quá. Bây giờ là hút ba số rồi đút vô là cậu kéo đỏ nàng luôn á. Tại cái ngu cậu quá số mà, anh trên ngồi hút nặng đô quá cậu đi hút mà tắt luôn. Nhưng mà kẹt kẹt thì cậu cũng hút đó. Thì đâu nói là cậu đang hút. Sáng hút hydro nặng quá anh. Nặng quá. Nặng quá. Cậu không có hút. Trời ơi, tôi không cho cậu hút ba số với hút hydro nặng quá, cậu hút không nổi. Nói mà nói là không như là theo anh nghĩ vậy. À, dạ. em nghĩ tưởng đâu mà cậu nói chắc em bỏ chạy quá không mà thật sự luôn đó, hero nặng hơn ba số nhiều mà dùng nặng hơn thì đó bởi vì anh thôi con xin lỗi cậu nha cậu, cũng như con ép cậu quá tại vì kẹt quá không có thuốc. Ừ, nên là ép cậu quá con xin lỗi cậu nha cậu. Chúng chị đang lao quý vị đâu làm cái bàn thờ của chú trước mộ làm bằng mà đá mà lao tới đâu là bóng tới đó ha cắt đi đó đen đen lao tới đâu là bóng tới đó luôn qua một đá cũng là bóng tới luôn ha không quay. Rồi gọi giờ chị đưa đây đưa em đổ ngoài chứ còn hả đứng đâu ấy để em di chuyển ra cho chị cứ đứng ra đi để cho anh em YouTube quay chứ để chị di chuyển dí thì mệt lắm mất chỗ nữa để em hy sinh em đi thôi. Chưa không không bỏ gà chị ở nhà chị cũng theo dõi đâu đi dạ. Thì con đang quay á cô có gì tí xíu nói sau hay cô chị Loan lên đây á dạ dạ chị Loan cũng đang tập trung lao mộ với chú chị ơi nên là cũng chưa có hỏi được điều gì ha quý chú anh chị. Ừ. Rồi tại vì không có hút mà sáng giờ cậu đâu có hút đâu như là thí dụ giờ em hấp bê hoang cá chịu không nặng nặng chứ cũng muốn đúng rồi thấy mà kéo dài ngao để cho con vui chứ cậu không kéo không buồn lắm hồi nãy cậu không kéo luôn tắt luôn à cậu kéo nên là chị Hồng Loan tới mời lên rồi cậu mới hút á. Rồi đây chị đưa đây em di chuyển cho. Đổ mang vào chơi muộn nãy chị. Rồi ok. Bên ngoài kia thì cũng có bên hình như là anh như giống anh phó giám đốc khoa viên hay sao quý vị đứng bên ngoài. Chuyển nó quay của chú ơi. Nổi lại vậy là trước đi.
con nó được một cái là thôi, còn hết chỗ luôn mà. Đây là chưa thứ 96 rồi đó. 96 mà còn chỗ 4 ngày nữa. 4 ngày nữa là anh em mình sẽ làm một cái tục là gì, còn phụ tục gì mà quan trọng dữ anh Huy ha? Hả? Phụ tục gì mà quan trọng vậy? Bí mật. Tới 100 ngày bật mí là chưa tiết lộ, chưa ai cũng tiết lộ. Người ta kêu bằng là thiên cơ. Bên trong thì chị cũng đang lau quý chú chị lau dọn dẹp. Trên cái bàn thờ của chú thì không có hỏi gì được hai quý chú chị. Sáng giờ đó chị. Ba cái chung này cũng rất là ý nghĩa của một người chị ở Sài Gòn gỡ với mình mua từ lúc mà chị thấy video á, trên bàn thờ của chú là không có cái ba cái chung mà cái chung rất là đơn giản nhưng mà ý nghĩa vô cùng quý chú chị. Sau này ba cái chung này sẽ theo đây, đây là để nghe cái mộ của chú luôn. Có những cái đây mình làm mình đâu biết tí ra ý cậu đâu. Có những cái mà đơn giản quý anh chị nhưng mà thật là ý nghĩa quý anh chị, không cần phải to, không cần phải lớn, không cần phải mắc tiền, nhưng mà những cái vật đơn giản thôi nhưng mà mang lại cái ý nghĩa rất là hay quý anh chị. Anh đã soạn sẵn hết trơn rồi ha. Bây giờ bà con cô bác khi mà tặng kính dâng cái gì cho chú thì lựa chọn một cái gì không cần phải lớn hay là to quá chị, những cái gì mà nó liên quan đến mộ của chú mà mình tặng thì nó sẽ có ý nghĩa quý anh chị, cho dù to hoặc là lớn hoặc là nhỏ. Lo mộ cho chú, các chị lo mộ quý anh chị, giờ tới chị lo mộ rồi. Long vô la mộ cậu đấy. Thân chặt, xin chào luôn anh. Đúng rồi, không có gì chuyển nha, mua đất chỗ luôn á. Chỗ nhiêu anh? Hả? Chỗ này nhiêu? Chỗ thì tính ra là cứ đi cà phê thôi. Đó. Cái chữ gì chị thấy sao chị đẹp hả? Cái hình của cậu mà nhìn đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Có quý chị thì chị cũng qua tiếp tục để lao mộ cho chú quý chú chị á. Có thì hiện tại giờ thì chị cũng là chị lao mộ chứ không có chia sẻ được quý chú chị á. Thì video này cũng khá dài vì mình cũng xin kết thúc và đợi cho khi nào mà chị đi ra ngoài được và chia sẻ được thì mình sẽ chia sẻ cho quay tiếp tục cho bà con cô bác xem ha. Chứ bây giờ thì chị lao mộ không à. Đó, bà con xem nếu thấy ý nghĩa cho mình một like, một đăng ký ha quý chú anh chị. Xin chào bà con. Còn là một video tiếp theo luôn ạ quý chú anh chị.